đến với trận bản lề ở trong trận đấu này. Seng Maxe và Hit Summer. Seng Maxe, Hit Summer, như vậy tôi đánh giá là vâng, Seng Maxe, Hit Summer. Seng Max, Hit Summer, như vậy là tôi vẫn thích Seng Max hơn một tí. Nhưng Hit Summer thì không xoắn. Và trận này sẽ cầm Hit, No 1 cầm Sam. Chúng ta cùng xem No 1 trận đấu này. Bằng bên bạn có một Maxe thì Maxe lại bị Hitty khắc rồi. Còn mỗi Seng thôi. Mà khả năng Seng trận đấu này sẽ đánh cung. Ô gì á? Vâng, bãi quả hơi nhiều cây dành cho chim sẻ. Hơi nhiều cây tí, mà đặt đây cũng chuẩn rồi. À không, đặt ở dưới chuẩn hơn. Nếu không, nhưng mà đặt đây vẫn chuẩn, nhà mình nhiều gỗ mà. Vâng, bãi quả đôi dành xịp. Yeah, lèo, 4 voi, 4, 4, 0, 3. 3 voi, vâng, quả đôi cộng một đàn hiệu. Đủ đồ ở phút thứ 2. Đánh kém nhưng được cái bài lọc. Sất lọc dành cho chim sẻ. Bàn này Hitty sẽ đánh một rừng. Mặc dù bị chậm một chút dần so với quần còn lại nhưng không sao. Và tôi nghĩ bài này còn thêm quả, thêm voi cơ. Thật linh cảm huyền thoại khả năng sẽ là như vậy. Và còn thêm quả, thêm voi đấy cơ. Một cánh rừng nữa. Mắc bình dành Hitty. Mặc. Một bài đánh cùng nhà ổn với hai cánh rừng và lên đời sớm. Đây là cung hit. Không, bãi quả phụ, bãi quả tôi nghĩ đặt ở đấy là chuẩn rồi. Tí kiểu gì mà chả phải đặt trên một chiếc BG nữa. Ăn với sang được một tí thôi. Bãi quả này mà ở trong game show Sân Kim Cương của GameTV thì chắc chắn đây được công nhận là bãi quả đôi. Nhưng ngoài đời thì không phải. Con voi thứ hai. Có chuyển sang No 1 xem thế nào. Có hiệu cũng có voi. Trên No 1 chém thi đấu tí là thắng rồi. Một tí thôi. Bài hit mắc binh rồi đấy. Bài đấy sinh ra để cân 2 đấy mà. Đây là sẻ, vâng, sẻ không đi gió rồi, thế này thôi. Thế này đủ vào một bài dọa ma của chim sẻ nắng. Đối phương lại soi thang, ui giời, nó giò có mấy phần trăm. Như này chưa được 10% đâu. Được chưa? Chưa được đúng không? Mỗi có một, mới có một và mỗi có một vòng. Chưa được một vòng. Nửa vòng. Đây sẽ là chiếc bet thứ 2. Và tí nữa sẽ có chiếc bet thứ 3 luôn. Bài sẽ là 3S ngay ở trong đời 1. Sẻ con hiêu không? Tôi nghĩ là phải ăn. Vâng, như vậy là gần mùa 4. No 1 gần mùa 4. Mùa 4 là Hồng Anh. Hồng Anh cầm cái gì ạ? Vâng, như vậy là Maxe cánh bên kia sẻ bài mắc binh cầm hit nhưng mà sẽ gặp bài Seng đấy. No 1 ăn chung thì chết rồi. Không có vị trí đóng G. Yeah, lèo. Quả kèo có đúng vị trí đóng G, bịp thật. Đập lô. Điều tao mong muốn trong trận đấu này đó chính là No 1 thiếu một tí thôi, nhưng mà một tí đối với No 1 có vẻ là hơi khó. Vâng. Maxe. Maxe của Hồng Anh cũng đang có một tình huống mà đi ăn. Vâng, 4 con voi chết dần. Chết rồi đâu? Hình như là chết. Tôi cái chấm một đỏ đỏ. À không 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 không, chưa chết, chưa chết. Toàn trùng được. Cái gì đấy? Vẫn lên đời đấy.
11 kích đấy. Vai rẻ vai xẻ. Kích đời rồi, đầu 10. Cho luôn mày không nhanh nhanh. Đó rồi, 29 thịt. Soi soi tham xem đánh gì em ơi, nó anh chém sao? Vâng, được, xem đánh cung. Gunny đợi rất sớm, nhưng sẻ đang đi công tê. Vâng, như vậy cũng có giò đến từ ông anh. Nó một đang cố gắng ăn con dân đầu tiên. Chỗ đấy nhà Gunny đi đâu ấy? Giữa bản đồ. Vâng, Hoành lên đời sớm hơn cả nó một. Cái thế ông bảo nó không lên đời bịp. Vâng, nó một chủ động lên bánh xe trước. Và được khá nhiều dân. 5 dân của ông anh phải nằm xuống rồi. Trong đấy. Nốt 2 dân đi. Xe bị chém chưa? Đang cơ cấu nhà cửa nhà của cầu thủ. Vâng, màu 3 Gunny nằm góc 6 giờ. Gunny cũng công tê sang nhà của chim sẻ. Và sẻ cũng là ngược lại, cũng là như vậy. Ôi và một pha đen e tương đối nguy hiểm của chim sẻ năng. Hai con chém mà ngay gần. May mắn là Hồng Anh không để ý. Đỡ được tên này không? Tên cung đờ đầu tiên 4 con. Nhưng nhà của sẻ nằm ở dưới dốc. Một pha bị vẩy e. Hồng Anh đang vẩy rất nhiều e. Sửa được không? Sửa được, sửa được, sửa được. Thoải mái đi. E không được. Những con dân đằng sau bị tắc. Vâng, Hồng Anh xong được 6 con chém. Sẻ đang lùi lại và vẩy e khá hay. Nhưng Gunny đẩy luôn. Bãi gỗ lại bị phát hiện. Căng thế nhờ. Hồng Anh vắt 5 con chém. Mặc dù dân chết rất nhiều. Khá đáng tiếc. 1-0 dường 2-1 dành cho đội bạn.